Đấy, ví dụ như bà xã của mình đây. Đó, đấy, đi đâu cũng nằm ở đằng sau ghế sau này, có ngồi được đâu. Nào, giơ tay lên vẫy vẫy mọi người cái nào. Đấy. Có ba cái lý do lớn nhất mà tại sao mà các ông bà chủ tiệm nail, phun xăm hay là các ngành làm đẹp ấy, mà các bà cứ đốt nhiều tiền quảng cáo thì nó lại càng chẳng hiệu quả. Đó, và cứ như là đổ muối ra sông ra biển đấy, đúng không? Vậy thì con người chúng ta nói chung hay là các khách hàng của các bạn nói riêng thì đều có chung một cái tâm lý sau đây. Thì có ba cái yếu tố mà tại sao mà họ không đến tiệm, không đến quán của các bạn, hoặc họ không trở thành khách hàng của các bạn khi mà các bạn cứ làm theo các cách cũ như vậy, là chạy quảng cáo, nào là ưu đãi, giảm giá khuyến mại. Cái số 1 đầu tiên ấy là họ không tin các bạn. Đó. Những người mới, những người lạ thì họ sẽ thường không tin chúng ta. Họ lo lắng một cái vấn đề là mình sẽ lừa họ và mình sẽ làm cho họ mất tiền. Thế nên là cái yếu tố đầu tiên đó là họ không tin mình. Cái thứ hai nữa là cái gì? Là họ không cho rằng là cái sản phẩm dịch vụ của mình có thể giải quyết được cái vấn đề cho họ. Đó, tức là họ cũng không tin cái sản phẩm dịch vụ của mình. Họ nghĩ rằng là sản phẩm của mình nó không thể nào hiệu quả, không giải quyết được cái vấn đề cũng như cái mong muốn của họ. Rồi cái số 3 nữa là cái tâm lý nói chung. Đó là kể cả họ biết về mình, họ cũng biết về cái sản phẩm dịch vụ của mình, nhưng tuy nhiên rằng là họ không nghĩ rằng họ có thể đạt được cái điều mong muốn. Đó, nghĩa là họ không cho rằng là họ có thể áp dụng được. Tức là đối với người khác thì tốt, nhưng áp dụng vào họ thì nó sẽ không có kết quả. Đó, nghĩa là bản thân của họ sẽ không phù hợp với cái sản phẩm dịch vụ của bạn. Đấy. Đấy, ví dụ như bà xã của mình đây. Đó, đấy, đi đâu cũng nằm ở đằng sau ghế sau này, có ngồi được đâu. Nào, giơ tay lên vẫy vẫy mọi người cái nào. Đấy, bị thoát vị đĩa đệm, đốt L4, L5. Đó, chỉ thích nằm thôi, đau mà. Đau hết cái hông đằng sau lưng, đau đến chân luôn. Đi rất nhiều nơi các anh chị em ạ. Đó, đi rất nhiều trung tâm trị liệu, vật lý trị liệu, rồi Đông Tây Y kết hợp rồi. Và cuối cùng là bây giờ cũng chả đi đâu nữa, ngồi uống một vài cái loại thuốc. Đó, và được người quen kê đơn và đang chờ đợi. Bây giờ vấn đề đầu tiên là đi vào một cái tiệm nào đấy thì việc đầu tiên là không tin được cái ông thầy hay cái ông chuyên gia đấy. Đó, tức là yếu tố số 1 là không tin. Đó, cái con người, yếu tố con người, và có thể là gặp thầy lăng băm hoặc là có thể gặp thầy là không có đủ kinh nghiệm chuyên môn. Đó. Rồi số 2 nữa là không tin vào cái dịch vụ, cái cách thức làm đấy có thể hiệu quả. Đó, cho bà xã tôi, và cũng không đến một cái chỗ nào tiếp theo nữa. Rồi cái số 3 nữa, cũng có thể ở chỗ đấy nó cũng có tên tuổi, có số má, có thương hiệu rồi. Thế nhưng mà cho rằng là cái giải pháp đấy nó không phù hợp với mình. Mình sợ bị đau, mình sợ bị tác động vào, hay là sợ là cái phương pháp đấy là tác động lên người mình nó sẽ không phù hợp. Thế nên là bà ấy, hai vợ chồng không đi đâu nữa, và bà cũng không muốn đi đâu cả. À, thế thì đó các anh chị em ạ. Vậy thì để các anh chị em chúng ta xây dựng được cái lòng tin, đó, để phá tan cái băng mà ba cái yếu tố này, để cho họ có thể bắt đầu là biết đó và tin tưởng mình, và sau đấy tương lai sẽ trở thành khách hàng của mình, thì đấy là các anh chị em sẽ cần phải xây dựng cái lòng tin với họ thông qua những cái thước phim đó. Và với những cái thước phim như này, chúng ta có thể tạo ra những cái video có giá trị, bao gồm từ việc mà các bạn có thể kể lại cái câu chuyện hàng ngày bạn đã giải quyết, đã giúp đỡ được bao nhiêu người, với những phương pháp gì, với những cách thức làm như thế nào. Rồi tiếp theo nữa là bạn có thể chỉ dẫn cho họ những cái cách thức để họ có thể đạt được cái mong muốn, đạt được cái mà giải pháp để họ giải quyết cái vấn đề họ đang gặp phải một cách hoàn toàn miễn phí, tức là họ có thể tự giải quyết ở nhà bằng cách nào đó để cải thiện, thì bằng cái kinh nghiệm của bạn, bằng cái giải pháp của bạn. Đó, là bạn phải cho đi trước, đúng không nào? Rồi, và tiếp theo nữa là bạn ấy liên tục đúng, đủ, đều xuất hiện thật nhiều ở trên mạng xã hội đó, để bạn có thể cho xây dựng cho mình một cái hình ảnh cá nhân là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Đó, để niềm tin sẽ đến từ đó, để là lúc mà họ sẽ thấy rằng là qua các cái câu chuyện của bạn, qua các cái kịch bản, qua các cái chủ đề của các bạn, để họ thấy rằng là bạn có được cái đủ cái năng lực cần thiết đó để giúp đỡ họ. Và qua cái cách mà chúng ta thể hiện và chia sẻ, bạn cũng đưa được vào cái cá tính của mình, cái con người của mình, để từ đấy bạn dễ dàng là xây dựng cái yếu tố thiện cảm để tạo cái sự tin tưởng đến với khán giả của mình. Thế thì lời khuyên dành cho các bạn là giờ phút này hãy bắt tay vào việc làm video đó, và thông qua cái chiếc smartphone của mình hãy quay thật nhiều video ngắn đi, hãy chia sẻ đi, hãy cho họ thấy cái năng lực của các bạn đi, cho họ thấy cái câu chuyện về công việc, về khách hàng, về
con người của các bạn, đấy là cách các bạn sẽ xây dựng cái thương hiệu cá nhân để có được cho mình khách hàng vô biên mà không cần phải chạy nhiều quảng cáo, đốt thật nhiều quảng cáo như cách trước đây nữa nha.